hiện chín đi giờ về. Đi về. Rồi em lại nghe tôi gọi tên 3 giây bước lên đây cho tôi. Số 4, số 5, số 7, số 8, số 9. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi số 4 chưa xuất hiện là lập tức 1 điểm á. Rồi những người chuẩn bị thì sao? Rồi không sao, bình thường. Có học là được rồi. Dán học để có tiền nuôi ba mẹ nha. Nhà nghèo quá phải lo học nha. Rồi đọc đi, số 1. Number 1. Nè, lớp hot kỷ lực ghi tên 4 người này lên bảng cho tôi. Tôi nói chuẩn bị làm gì? Tới gì nữa hả? Đánh dấu sao vô bạn nam đó. Nam kia xuống với lớp trưởng kêu gì à? Nôn mát. Ủa bìm hả? Lỡ đâu mà kéo xuống rồi thì kéo xuống rồi này, nào đâu đâu có cầm lẻ đó. 5 4 đâu mới được mà. Rồi đi đi. Ngồi xuống đó đi. Mấy câu ạ? À? 2 câu mà thầy một là mấy câu. Còn, không con họ trả mấy câu rồi đó. Dạ con trả một câu, bạn làm tối ký. Rồi biết rồi, đi xuống giờ mới lấy được điểm miệng à. Ủa vậy thầy chưa trả xong. Thì xong một câu đi. Rồi bây giờ câu số 2 thù không? Số 2 hả? Ừ. Nào bấm dưới rồi đứng lên đây. 5 4 béo con ngộ ta, thích mất trật tự, thích trừ điểm à. Đứng góc này cho tôi. Rồi tôi nói dẹp trả bài nữa. Im lặng. Im lặng, quay lên. Ủa nhỏ đến tên gì? Ghi tên bạn nữ này lên cho tôi. Tôi nói hai tay để anh bàn. Đó đó, đứng lên. Tên gì? Đó, con ghi trong con đọc cho thầy. Thị Linh. Mất trật tự nè. Rồi đọc đi. Cái làm phiền người ta. Gì vậy? Câu 2 với câu 1 xong rồi, câu 2 thù không? Ờ, sorry. Siro, ôi sorry. Rồi câu 3. À, rồi biết rồi, câu 4. Ừ. Rồi về về lo học đi rồi mới lấy điểm thường xuyên, đi đi. Thì có điểm miệng rồi, đừng hỏi nhiều. 3 2 1. Nãy tôi gọi thứ tự rồi nha. Con trả mấy câu rồi? Giờ im lặng, trả câu 3. Ghi tên này vô, ra khỏi chỗ cho tôi. Lấy đen trả bài, mỗi lần trả bài là vậy hả? Nhìn uống chút xíu được không? Đi ra kia đứng đi. Thấy mỗi bạn lên trả bài cái có chuyện à. Mỗi người 5 phút rồi sao có thời gian. Có cái não không? Nếu mà không có não ráng học đi nha con. Ráng học đi để giúp có tiền giúp ba mẹ. Lo cho ba mẹ sau này ba mẹ già, yếu. Ông bà, anh em. Giờ bây giờ nín được không? Tao nói mày cấm hỏi. Đứng dưới kia sẽ đụng cái bàn đi. Còn hút cấm cho bài nữa đi, dẹp đi. Khi trật tự kêu im lặng cũng không xong thì làm gì được giờ. Đó, thấy nãy giờ có 3-4 đứa à.